Hai, ba. Bộ đồ thờ bằng đồng ra đời khoảng thế kỷ 15. Khi đó, Nho giáo được gọi được đặt là quốc giáo của Việt Nam. Chính vì vậy, tục lệ thờ cúng của dân tộc Việt Nam cũng được hệ thống hóa và những bộ sản phẩm bằng đồng ra đời để nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tự bằng đồng như em đang giới thiệu cho quý khách hàng và anh chị đây là một sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công từ các nghệ nhân lành nghề với 100% đồng nguyên chất, tạo nên sự cao quý và nét đẹp cổ điển cho không gian thờ cúng của gia đình. Bộ đỉnh đồng được làm từ chất liệu quý và được làm với thời gian rất lâu nên về mặt vật chất, sản phẩm có giá trị cao. Không những thế, bộ ngũ sự còn gắn liền với văn hóa và lịch sử dân tộc nên mang một giá trị tinh thần rất lớn, sẽ là một vật ý nghĩa dùng để thờ cúng. Về kích thước, bộ đỉnh thờ sẽ có rất nhiều kích thước. Ở đây sẽ có kích thước cao 60 cm, chất liệu được làm từ các loại đồng như đồng vàng, đồng cát tút. Quý khách đang quan tâm về các bộ đồ thờ có thể kích vào phần mua ngay và để lại thông tin, bên em sẽ gọi lại tư vấn đầy đủ về tất cả các cái mẫu mã, kích thước và thông tin về sản phẩm.